xuất phát ở sân B. Và lúc này thì như vậy là khi về khu vực xuất phát 2 là khu vực dò lai tự động thì cả hai đội phải để cho robot chúng ta tự dò đường và không chạm vật cản. Như vậy là đội đến từ phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai đã phải xuất phát lại. Như vậy tiếp tục sẽ xuất phát lại. Lúc này thì robot của trường trung học cơ sở thị trấn cũng đang như vậy là đã chạm vật cản cả hai trường.